Không không không, để ông chích thử rồi không rồi hiểu quá. Đây là cái vườn ở Đức Linh Bình Thuận. Hôm nay mình ghé qua mình thăm vườn, sẵn mình sẽ kiểm tra cái tiếng mủ ở cái những cây này thế nào. Chích ngay 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 chỗ ra nắm rồi nắm chỗ đó. Thẳng vô chứ đừng thẳng đừng ngon. Ừ. Ừ, thẳng vô. Với lại em khoan vô em đừng có dùng lực hiểu không? Không có dùng lực, bỏ nhẹ nè. Mà hình như chưa tới. Bỏ nhẹ xong lấy ra. Nè có cái tốc độ nè, muốn nhanh chỉnh tốc độ này cho lẹ. Đó, chỉnh bên đây nó nhanh liền. Cái mũ hay tạo bình thường. Bình thường. Nó khác với cái phương pháp truyền cũ của Rimdo là bị mất cái hư cái mũ của cái đó. Tại vì bữa trước tôi làm cái này tôi cũng ngái lắm, tôi cũng kỹ lưỡng lắm nên tôi vô tôi kiểm tra thử tôi thấy nó mũ nó ra bình thường. Ừ. Đó, còn đối với da tái sinh đó, thì nó mũ nó chậm hơn cái này, mới khoan cái lỗ ở đây, mũ nó chậm hơn cái này nhiều. Nên cái này thì cái vùng da khai thác của mình có thể sau này mình có thể quay lại lấy mũ bình thường mà cây nó đỡ bị mất cái sức cây nữa. Nó khỏe hơn so với kia, nó phòng bệnh tốt hơn. Vườn cây thì lá khá là xanh tốt, chất lượng lá có mấy cái lá nó thấp thấp thì mình coi chất lượng lá xanh, ít bị chấm, ít bị chấm vàng. Thì nay là ngày 31 tháng 3, thì cái vườn này cái lá ra cũng rất là tương đối tốt, ở trong vườn tương đối là mát, mát mẻ, không khí mát mẻ, dù ngoài đường lộ thì rất là nắng. Bôi mà lại chơi đi một bởi vì cũng kẹt tiền làm nhà. Trời thua. Đồ quất liên tục họ xích cây nào đâu mà chịu nổi mà nói vậy, không phải chờ cái thời gian nó tái sinh ngủ chứ. Dạ. Khó. Có nghe là lúc anh làm giống như nãy nói, lúc anh làm là nghe đồn đoán rất là nhiều đúng không? Dạ, đồn đoán mà mình tính của mình là mình nghe là mình đi xác minh. Ví dụ như thằng ông cậu mũ cho mình, ông nói là cách đây ở trong Long Khánh là bị thất bại, nó bỏ hết rồi. Mình nó hỏi nó lâu chưa, ông mới nói với mình là cách đây dùng khoảng cỡ 3 năm ở trong đó, bây giờ nó về hết rồi. Mình mới quay lại trên mạng xã hội với người ta triển khai cái này mới đầu mùa mưa của năm rồi, tức là năm này diễn qua là giáp năm mà làm gì ở trong Long Khánh nó, cái này ở đâu có. Cuối cùng họ điên họ là anh bí đường không có đường trả lời. Cái thứ hai nữa là cái ông bọn của mình là ông mua 60 bộ về ông làm thí nghiệm, ông làm thí điểm ở trong vườn của ông á. Thì trong quá trình ông làm thí điểm là ông bị mắt, ông bị mờ, ông đi mổ thì buộc làm ông không có tự khoan cọt được, ông mới chuyển qua ông cho nhờ anh em cầu mũ và trút mũ luôn. Thì làm đâu một thời gian sau cũng quay lại nó hỏi mình đó, là cái vườn của ông Ba An ở ngoài đó là mấy cái cây mà ông ấy là bây giờ nó đen hết trơn, cậu không đường nữa, không ra mũ nữa. Mình nghe mình cũng quá ngon chứ, bởi vì lần đầu tiên mới làm cũng sợ thấy bà nội người nông dân mà. Thế đầu mình mới điện thoại hỏi ông Ba An, ông Ba An nó không có mà mình cũng chưa tin đâu. Mình ra nhà mình với ông cùng vào vườn kiểm tra lại, là kiểm tra lại cái khi mà anh em nó cậu mũ buổi sáng sớm á, mình với ổng cùng vào vườn kiểm tra lại, là so sánh với mấy cái cây mà ổng ốp với cây không ốp là cái cây ốp nhiều mũ hơn mà da vẫn bình thường. Bởi vậy nên làm cái gì làm á, mình phải có niềm tin, tuy nhiên là mình cũng phải có óc phán xét và cái suy nghĩ tư duy độc lập, chứ không phải cứ nghe nó với cái tưởng tượng ra. Mà nhất là mấy anh em mà cậu mũ á, thì bây giờ ví dụ như mình cái tay nghề của mình yếu thì mình chấp nhận chuyển qua lao động phổ thông thôi, thì cũng làm mà cũng thay vì ông cậu nhận một cây bao nhiêu đó ngày được 270 thì bây giờ ông làm ban ngày thì tôi giải quyết ông ngày 220, 230 thì nó cũng bình thường thôi, cũng có công ăn việc làm nha, đừng có cái tung nhiều cái tin thất thiệt nó ảnh hưởng. Nhưng mà chứ còn cái nói theo cảm tính của mình không có một cái tưởng tượng ra nó là chết luôn, nó là ảnh hưởng trong quá trình cái quá trình phát triển của xu thế của xã hội. Đó, em cũng phải đi xác minh nhiều cái mấy thông tin này lắm mà cuối cùng cũng có xác minh được cái vấn đề áp khí cây chết hay như vấn đề tàn tin đồn đâu không. Vô xác minh ông trường họ nói áp dụng phương pháp biên lô bình thường, không vấn đề gì cây mất mũ hay cái gì hết. Tại vì cái này là vấn đề tế nhị chứ thực tế ra tôi sau này tôi cũng tìm hiểu một cái số nông trường có, nhưng mà cái ông giám đốc của cái nông trường đó có ông nào mà xuống kiểm tra mũ trực tiếp ra khoán cho công nhân. Cái giai đoạn 2009-2010 TSC, một TSC cái mũ cao su đã đến 1.000,
nên có nhiều lúc ấy, thay vì người ta quy định nó là cạo 1/2, ổng chơi ổng à, người ta quy định cạo 1/6, 1/8, ổng quất 1/2. Người ta quy định cạo đi 4, ổng quất mẹ đi 2 để ổng nộp cái đủ sản lượng đó, còn giữ ổng với kia thì sao biết được. Nên bây giờ mình nói cái đó chỉ có các người làm thật mới biết được. Chứ còn nói cái đó bây giờ sao có ông giám đốc nào mà đi xuống mà đi từng cái vườn mà kiểm tra nó cạo ban đêm làm sao cũng nó biết. Nó quất đi 2 trong đó làm sao không biết. Có em là ảnh hưởng đến cây là chuyện bình thường thôi. Có em là 12 giờ đêm em cũng vô vườn em kiểm tra là. Không, tại vì mình làm mình trực tiếp. Chứ bây giờ mình nói thật với xu thế xã hội này mà cứ làm ở cái một cái chức vị nào đó, cái ngầu ở trên cái tưởng tượng với ngầu mà làm không giống khác, đấy không bao giờ theo kịp các cái nước phát triển khác. Mình làm là cái người giữa cái đồng, ví dụ như công ty trách nhiệm của họ là giám đốc, sợ phải có thu nhập là phải đi làm trực tiếp. Chứ còn có những cái công ty mà nó mang cái tính cách mà ấy, nhiều lúc cái trách nhiệm nó nhiều lúc nó không ba cái bàn, bởi vì mình là nấu cơm bắt gạo. Ví dụ như tôi ngày nào tôi cũng phải vào vườn, ví dụ có mướn người cũng phải vào vườn mới kiểm tra của mình, chứ mình phải quản lý cho nó hiệu quả. Còn bây giờ mình nói những công ty nọ, công ty kia nhà nước mà dễ gì có ông giám đốc nào ông đi là lịch biết hết trơn rồi, mà nó biết là bữa nay giám đốc xuống kiểm tra rồi gì là chuẩn bị hết rồi. Chứ không như anh em mình được, anh em mình đột xuất mình vô của nhà mình cho mình kiểm tra thân công nhân làm đó là sao. Còn bên kia là lịch biết cái chân rồi, đối phó làm sao không biết được. Đó nói thật. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Ra được chưa? Dạ, ra được rồi. Rồi. Dạ. Có vậy thôi chứ. Dạ.